Rồi, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Mạnh Cường Stop của em. Hôm nay thì hết phiên ngày 12 tháng 7 năm 2023. Thì em cũng làm một cái video để sơ qua về cái nhận định thị trường và nhóm cái cổ phiếu cần quan tâm trong tuần này và tuần tới nha mọi người nha. Đầu tiên thì đi tổng quan về thị trường một chút. Về thị trường ngày hôm nay thì VN Index tiếp tục đóng một cây nến doji nha mọi người nha. Cây doji này hôm nay khối lượng đã thấp xuống rồi và khả năng là sắp sửa có điều chỉnh nha mọi người nha. Hôm nay chủ yếu thị trường kéo về cuối phiên những cổ phiếu trụ VN30 như cổ phiếu SAB và cổ phiếu Vinhome, VIC, VRE và Vinamilk. Những cái cổ phiếu này hôm nay có cả BVH tham gia kéo chỉ số nữa, giữ chỉ số ở trên vùng cao nha mọi người nhé. Chứ trong phiên ngày hôm nay thì quan sát giao dịch thì chúng ta thấy nhóm cổ phiếu Midcap và Penny thì rất nhiều nhóm ngành điều chỉnh, nhất là nhóm ngành chứng khoán thì đang là nhóm ngành leader, nhưng mà hôm nay cũng nhiều cổ phiếu điều chỉnh nha mọi người nhé. Trong đó có SSI, HCM hôm nay điều chỉnh, Bank cũng điều chỉnh nha mọi người nhé. Thì tổng quan thị trường là vậy. Tuy nhiên giai đoạn này thị trường là thị trường uptrend, nên là kể cả thị trường có cân bằng vùng trên hay thị trường có đi vào đợt điều chỉnh thì vẫn sẽ có những nhóm ngành nó nổ lên vào những cái giai đoạn điều chỉnh nha mọi người nhá. Nên là chúng ta cần lưu ý. Ngày hôm nay thì đây mọi người thấy là em quan sát thấy nhóm hóa chất và phân đạm là cái nhóm này ngày hôm nay thị trường điều chỉnh, tuy nhiên dòng tiền vẫn vào đều. Là cái thứ nhất em muốn nói với mọi người là cái nhóm hóa chất phân đạm là khả năng là trong tuần này hoặc sang tuần tới là nó sẽ có một đợt bùng nổ nha mọi người nhá. Ngoài ra thì còn những cái cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu giá đỏ chiếm 233 cổ phiếu, xanh thì chiếm 191 cổ phiếu và tím thì có 10 cổ phiếu ở toàn bộ trên sàn. Và trong ngày hôm nay thì khối lượng giao dịch là 788 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch là 16.600 tỷ. Hôm nay thì đã có cái sự sụt giảm về thanh khoản nha mọi người nhá. Thứ nhất là bởi vì thị trường đang ở một cái vùng cản này mọi người này, cái vùng đáy cũ này, đáy cũ của cái đợt trước này, thì bây giờ nó lại là cái vùng cản của đợt này. Mọi người có thể gióng sang đây thì mọi người thấy đây chính là gọi là một cái cản tâm lý của VN Index hiện tại nha mọi người nhá. Đấy, cho nên là chỗ này chắc chắn là nó sẽ có rung lắc. Thứ hai là ở trên này cũng là một cái vùng gọi là tăng, mới tăng vượt đỉnh qua thì thị trường nó còn đang lùng sùng. Bởi vì thị trường nó đi lên thì không bao giờ mà nó có thể tăng thốc liên tục được. Bởi vì sao? Bởi vì các cổ phiếu trong nhóm VN30 nếu mà nó tăng thốc ấy thì chắc chắn là những cái dòng tiền ấy nó sẽ đổ dồn từ Penny và Midcap sang. Thế nên nó gây cho cái hiệu ứng FOMO của thị trường rất là nhanh nha mọi người nha. Chính vì vậy cho nên nếu mà nó cứ đi lên chậm chậm như này này, cứ đi lên lại chỉnh thì nó sẽ còn tăng bền vững nha mọi người nha. Đấy là về tổng quan thị trường là như vậy. Cái thứ hai em muốn nói với mọi người là với những cái cây nến doji mà nó mọc tóc liên tục như này thì nếu mà nó có một đợt điều chỉnh thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một cái đợt điều chỉnh. Vẽ đâu nhỉ? Đây rồi. Thì chúng ta cũng phải chuẩn bị nếu mà nó có vòng lên đây này mọi người này. Rũ về đây phát. Đấy. Xong nó lại vòng lên đây, nó lại rũ về đây phát. Đấy, nó cứ kiểu đi lên điều chỉnh nha mọi người nhá. Nên là chúng ta cũng đừng có mà bất ngờ nếu mà nó điều chỉnh. Luôn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn và tỷ lệ tài khoản ổn định. Quan trọng là cái cổ phiếu nắm giữ là phải đang có lãi rồi. Đấy thì nó cứ bắt một cái trend đi lên này thôi mọi người. Đó. Năm nào nó đi lên nó cũng vậy cả. Đây này. Quá khứ của nó. Giai đoạn dưới nó đi lên rất là chậm nha mọi người nhá. Đây này. Đấy, sau khi nó tạo đáy này. Đây là một lần tích lũy hoảng loạn. Sau đó đây là một đợt tái tích lũy nha mọi người nhá. Đấy, đợt tái tích lũy này. Sau đó nó đi lên này, vùng cận đỉnh này, mà mọi người thấy vùng cận đỉnh cũ không?
người thấy gióng sang đây, đây có phải là vùng gần đỉnh cũ không? Đấy, khi mà nó đi lên đỉnh cũ này, nó rũ này, nó vượt này, xong bắt đầu lại rũ này, xong bắt đầu nó mới vào pha kéo này, xong bắt đầu lại rũ này, xong bắt đầu nó mới vào pha kéo chính này. Về sau càng đi lên cao thì nó càng mạnh nha mọi người nhá. Đấy, càng đi lên cao thì thị trường càng mạnh. Đấy, lên trên đoạn này là nó cứ đi lên thẳng thôi. Đấy, cho nên ở cái đoạn mà nó vẫn còn đang gần nền ấy thì nó đi lên rất là chậm nha mọi người nhá. Đấy, khi mà nó càng đi lên cao nó bắt đầu càng lúc nó càng mạnh này. Đấy, xong bắt đầu là cao một mức nóng quá rồi, thị trường nóng quá rồi thì nó lại có những cái đợt điều chỉnh rũ bỏ. Những cái đợt này có những cổ phiếu nó có thể giảm từ 20 đến 25 đến 30% nha mọi người nhá. Sau đó nó lại hồi phục và nó lại đi lên tiếp tục. Đấy. Cho nên mọi người phải hiểu rằng khi mà nó vượt cái đỉnh gần nhất đấy mọi người thì nó sẽ rất là lâu và nó sẽ rất là chậm. Nhưng mà khi nó bắt chen xong hết rồi, nó rũ bỏ tất cả rồi, những cái dòng tiền mới các thứ linh ta linh tinh nhập cuộc hết rồi thì bắt đầu nó mới vào pha kéo nước rút. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta đi đến nội dung chính trong ngày hôm nay. Thì thứ nhất là uptrend thì mình tập trung vào cổ phiếu. Thứ hai là rung lắc. Rung lắc chính là những cái cơ hội mà có những cái cổ phiếu mà mình chưa có vị thế mọi người ạ. Có nghĩa là mình đã biết cái cổ phiếu nó ngon, nó có tiềm năng tăng giá trong tương lai, nhưng mà chưa có cái điểm mua nào phù hợp, thì mình phải canh những cái đợt rung lắc như này để mình tham gia vào nó nha mọi người nhá. Rồi, cái thứ hai, chúng ta đi đến cái nhóm cổ phiếu cần quan tâm. Thì như em vừa nói với mọi người, thì ngày hôm nay em chú ý quan sát thì em thấy cái nhóm phân đạm và hóa chất này là nó có cái sự tham gia của dòng tiền lớn và thị trường điều chỉnh. Nó không bị điều chỉnh, hoặc nó điều chỉnh mỗi những cái đợt rũ xong nó lại bật tăng ngay. Bởi vì là cứ rũ về một cái vùng giá thấp là lại có một đội nó cồn trô nó mua lên nha mọi người nhá. Đây mình có thể xem ngay ở cái cổ phiếu DGC. Đó. Hôm qua là một phiên rũ, hôm nay nó lại bật tăng ngay. Và ta xem ở trên cái biểu đồ 5 phút nha mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người thấy này, đây là trong phiên giao dịch ngày 12. Ngày hôm nay buổi sáng nó tăng này, rũ lại này, rũ về đây cái này lại có lực cầu vào bắt luôn này. Đấy, khi mà nó đánh vượt lên gặp đỉnh cũ này là bắt đầu nó lại gãy lại này. Đấy, cho nên là ta thấy là ở trong khi đó ở dưới này này thì mọi người thấy nó có thể test, nó test 3 lần đúng không? 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, cạn kiệt này là nó sẽ đi lên này. Đấy, đây là cổ phiếu DGC. Em cho rằng cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái nhóm phân đạm và hóa chất. Vì cái cổ phiếu này nó đi lên đầu tiên. Và hơn nữa, ở trên khung đồ thị ngày, cái cổ phiếu này ấy, nó đã vượt qua được cái đỉnh này rồi này mọi người này. Đấy, nó đã vượt qua được cái đỉnh này rồi. Em kỳ vọng cái nhịp này của DGC trước mắt là nó sẽ về vùng Fibonacci 1.618, là cái vùng giá 79 đấy mọi người nhá. Cho nên cái cổ phiếu DGC này mọi người canh rung lắc. Nếu mà nó kéo giật về MA 10 ngày một lần nữa ấy, thì chúng ta phải tham gia ngay cái vùng 65.9 hoặc cái vùng 66 là chúng ta tham gia lấy vị thế đã. Mọi người thấy nè, mọi người thấy không, tất cả những cái phiên dòng tiền vào cây vôn xanh thì rất là lớn, nhưng cây vôn đỏ thì mọi người thấy nó thấp này, thấp lè tè này. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là vẫn đang có sự mua gom của tổ chức. Những cái cây vôn xanh vẫn là những cái cây vôn lớn, cây vôn đỏ thì là những cây vôn nhỏ và thấp. Ở trên biểu đồ Army Broker ta nhìn rõ hơn. Đây mọi người thấy không? Đó mọi người nhìn này. Đấy, những cây vôn xanh này lớn to chà bá luôn. Cây này này, đó đánh vượt này cũng to chà bá luôn. Nhưng đỏ thì có lèo tèo vài cây thôi. Cho nên cổ phiếu này nhá mọi người nhá, là nó vẫn còn đang được đội lái dòng tiền lớn, big boy nó mua gom. Cho nên là chúng ta phải chú ý vào những cái cổ phiếu này. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, nó vừa có cái giao cắt vàng là MA 50 ngày cắt lên MA 200 ngày nha mọi người nhá. Trong phân tích kỹ thuật, cái MA 50 mà cắt lên MA 200 ấy, nó gọi là giao cắt vàng.
Có nghĩa là cổ phiếu nó đã bắt đầu vào uptrend rồi nhá mọi người nhá. Đây này mọi người thấy này, khi mà MA50 nó cắt xuống này thì cổ phiếu nó rơi vào downtrend luôn này. Đấy, nó gãy rơi vào downtrend này. Khi nó cắt lên thì bắt đầu nó bắt trend vào một cái trend tăng mới nha mọi người nhá. Cho nên mọi người chú ý đầu tiên là cổ phiếu DGC, tiếp theo là cổ phiếu CSV. Cổ phiếu này cũng tương tự như cổ phiếu DGC, nhưng cổ phiếu này có cái mẫu hình tích lũy. Mọi người nhìn đây là mẫu hình gì mọi người biết không? Mẫu hình này chính là mẫu hình lòng chảo, gọi là mô hình xe đạp lòng chảo đấy mọi người ạ. Hoặc có thể gọi nó là mẫu hình chiếc cốc tay cầm, nhưng mà phần tay cầm này thì nó hơi ngắn. Và mọi người biết cái mẫu hình ở phần tay cầm nó đang dốc lên này gọi là mẫu hình gì không? Mẫu hình này chính là mẫu hình nền tảng bị rũ bỏ, hoặc trong sách của Mark Minervini á, ở trong cuốn 10 mẫu hình và biểu đồ á, thì mẫu hình này được gọi là mẫu hình gì nhỉ, em quên mất tên rồi nhỉ. Mẫu hình này là nền tảng bị rũ bỏ này, và mẫu hình này chính là mẫu hình nền giá dốc lên. Đúng rồi, nền giá dốc lên mọi người ơi. Đấy, cứ vượt đỉnh xong bắt đầu lại quay về lại test đúng cái đỉnh đấy ạ, xong bắt đầu lại vượt tiếp, nền giá dốc lên. Rồi nhớ rồi, nền giá dốc lên đấy. Nên mọi người chú ý vào cái cổ phiếu CSV này. CSV này thì hôm nay nó có một cái phiên nổ lên. Tuy nhiên, thứ nhất là thị trường không thuận lợi, thứ hai là cái nền giá bên trên này nó còn quá ngắn này mọi người này. Đấy, cho nên khả năng là nó lại quay về đây nó test lại tiếp. Nếu nó xây một cái nền giá ở đây và cạn kiệt khối lượng xuống thì chúng ta phải tham gia ngay để đánh một cái nhịp. Cái nhịp này là nó có thể về vùng giá 47 nhá. Mọi người nhớ này, trong Ichimoku ấy, nó có rất rất là hay ở cái chỗ là nó có cái phần mây trung hạn này. Người ta, mọi người bật qua cái biểu đồ tuần thì sẽ thấy thông thường mỗi một đợt phục hồi nó thường về cái flat mây này, là về giá vùng giá 41 này mọi người nhá. 37 về 41. Và khi nó vượt qua được cái vùng mây này rồi, nó quay lại nó test lại cái vùng mây này phát nữa, mạnh hơn là nó có thể về được cái vùng đỉnh cũ trên này này là vùng giá 49 nha mọi người nhá. Đấy, cho nên trước mắt là chúng ta tham gia cái mã cổ phiếu CSV này với một nhịp đánh từ 37 về 41 trước đã. Còn vị thế cắt lỗ thì sao? Vị thế cắt lỗ thì đây, mọi người tham gia khi mà nó tạo nền ở đây, nhưng mà cắt lỗ ở đâu? Cắt lỗ chính là ở cái vùng đáy của cái phiên bùng nổ lên hôm nay này, khối lượng vào này nhưng mà bị xịt nha mọi người nhá. Thì khi mà nó tạo nền ở đây nhá mọi người nhá, này, tạo nền ở đây thì chúng ta tham gia với tham gia vào những cái phiên test cung, những cái phiên no supply. Nhưng khi nó thủng cái nền giá này, tức là nó thủng cái vùng 36.5 này, thì chúng ta cắt lỗ luôn nhé mọi người nhé. Bởi vì đây chỉ là một cái điểm mua ngắn hạn thôi, chứ không phải là một điểm mua trung hạn. Điểm mua trung hạn thì chúng ta phải tham gia từ cái cây này rồi. Đấy, cây này là cái cây xác nhận vượt qua cái vùng giá tích lũy của nó này mọi người này. Đấy nhá. Thứ hai là cổ phiếu CSV. Thứ ba, ưu tiên số 3 chính là cổ phiếu Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì mọi người biết đây là cái mẫu hình gì không? Đây cũng chính là mẫu hình xe đạp lòng chảo. Mẫu hình xe đạp lòng chảo này là gì? Mẫu hình xe đạp lòng chảo này đã từng thành công trên cổ phiếu nào? Chính là cổ phiếu DBC. Đó, mọi người thấy chưa? Xe đạp lòng chảo này gãy lại này. Đấy, cái này không được gọi là mẫu hình chiếc cốc tay cầm là vì sao? Bởi vì phần tay cầm nó giảm quá nhiều đó mọi người nhá. Đấy, nhưng còn DBC thì nó tăng là x2 từ cái mẫu hình lòng chảo này rồi, gần x2 rồi. Cho nên chúng ta phải cố chú ý con Đạm Phú Mỹ, nó cũng đang tạo cái mẫu hình xe đạp lòng chảo này. Trước tiên chúng ta đánh cái nhịp đầu tiên là nó có thể sẽ về vùng giá 39 nhá mọi người nhá. Đấy, đầu tiên là chúng ta tham gia chờ đánh một cái nhịp về vùng giá 39. Sau đó khi mà nó về vùng giá 39 này mà nó tích lũy lại, bắt đầu chúng ta đánh tiếp nhịp 2. Bây giờ chúng
chúng ta canh vào vị thế ở những cái phiên ngày hôm nay được rồi. Nhưng phiên ngày hôm nay thì ở cái điểm giá thấp nhất này em cũng vào này. Em vào hôm nay em vào 25.000 cổ phiếu này. Đúng rồi, hôm nay em cơ cấu VND chuyển sang đạm Phú Mỹ. Mua lúc 10 giờ gần 11 giờ này, em mua 25.000, em mua gần 1 tỷ này. À, hôm nay em cũng đã tham gia cái cổ phiếu này rồi. Đạm Phú Mỹ em đã lấy vị thế chút rồi, đánh một nhịp nó lên trên này trước. Nếu mà nó có một cây nổ ở chỗ này em sẽ tham gia thêm một phần nhỏ thôi. Bởi vì mọi người thấy đây, cái thứ nhất là nó đang gặp cái vùng đỉnh cũ này. Nên là mình chỉ lấy vị thế thôi. Cái thứ hai, nếu cái vùng đỉnh cũ này nó có một cây nổ xác nhận vượt qua đỉnh cũ này thì chúng ta lại lấy thêm một chút vị thế nữa. Ở cái phần volume của con đạm Phú Mỹ này mọi người có thể thấy rõ ràng luôn là những cái cây vôn vào rất là quyết liệt. Vôn lớn, xanh, to, vôn đỏ nhỏ cũng giống như DGC. Cái nhóm này nó có chung một cái đặc điểm như vậy, cho nên em suy nghĩ là cái nhóm này nó cũng đang tiềm ẩn một cái nhịp tăng cả dòng, giống như cái dòng bán lẻ đó mọi người nhé. Rồi, em uống miếng nước cái. Và cuối cùng của dòng này là con đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau tương tự đạm Phú Mỹ nhé mọi người nhé. Như hôm trước em tưởng nó về đây, nó test lại, nó lấp gáp thì em sẽ lấy, nhưng mà nó không về tận đây mà nó vẫn giữ ở trên vùng này. Nó chỉ test về đến em 10 ngày thôi. Mọi người thấy này, trong cái xu hướng tăng này nó cứ tăng này. Đây này mọi người, em bật cho mọi người thấy này, trong cái xu hướng tăng của cổ phiếu nhá, này nó cứ đi lên này, test về MA10 nó lại bật lên này, test về MA10 nó lại bật lên này, test về MA10 nó lại bật lên này, đấy, test về MA10 nó lại bật lên này. Đó, cho nên hôm nay test về gần MA10 nó lại bật lên. Cái xu hướng tăng là giá nó thường có những cái đợt kéo ngược về MA10 với cái khối lượng cạn kiệt. Đó, là nó lại bật tăng ngay mọi người. Bật tăng thì vô nó lại vào cực đại này. Đó, mọi người thấy không? Cho nên là đây là những cái cổ phiếu tiềm năng nha mọi người nhá. Nó chưa tăng giá nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mùa kết quả kinh doanh này là mùa tư duy ngược. Có nghĩa những cổ phiếu nào có kết quả kinh doanh tốt thì cả dân, cả làng, cả họ nó biết rồi, nó đánh lên, nó kéo lên rồi. Thì khi mà ra kết quả kinh doanh ấy thì nhiều khi nó bị giảm. Còn những cái cổ phiếu mà nó đã được xác định là kết quả kinh doanh quý này là nó sẽ kém hơn so với quý 2 năm ngoái thì nó sao? Thì nó lại không được dòng tiền lựa chọn thì nó lại tăng. Thế mùa kết quả kinh doanh là mùa chúng ta phải tư duy ngược nha mọi người nhá. Cho nên đừng có nghĩ mùa này nếu mà kinh doanh tốt thì đến khi ra báo cáo tài chính nó sẽ tăng là không có đâu. Bởi vì dòng tiền ấy nó đã đẩy lên từ trước rồi mọi người ạ. Đến khi mà ra kết quả kinh doanh ấy, thường thường nó toàn bị bán xuống thôi. Cho nên là bây giờ ta phải tư duy ngược, ta phải tìm những cái doanh nghiệp nào nó gọi cơ bản tốt, tuy nhiên tăng trưởng của nó đang bị chậm. Bởi vì cái yếu tố ngành, bởi vì cái yếu tố năm ngoái tăng trưởng những cái quý này nó quá cao thì đến năm nay nó không thể vượt qua được. Cho nên là nó vẫn bị sụt giảm so với quý 2 năm ngoái thì nó không được dòng tiền lựa chọn ngay từ đầu. Thì bây giờ khả năng là dòng tiền lại đánh nó lên. Bởi vì sao? Vì dòng tiền nó chốt lời ở những cái nhóm tăng mạnh rồi thì nó phải quay trở lại những cái nhóm chưa tăng mạnh thôi. Đúng không mọi người? Đấy là cái tư duy ngược rất là đơn giản. Rồi, tiếp đến cuối cùng chính là cổ phiếu DDV. Con này thì là cái con chuyên về phân đáp. Con này thì hôm trước đã có một cái phiên xác nhận là xin bùng nổ này mọi người này, vượt qua cái nền giá này rồi. Phiên này, con này thì em đã báo với mọi người từ cách đây vài phiên rồi. Thậm chí con DDV và con DGC này em đã phím ở trên kênh Reel của em, Facebook Reel á. Em đã phím ở trên Facebook Reel chắc phải 2 tuần trước rồi. Từ những cái đợt mà em thấy nó sideways, nó tạo cái nền giá. Vùng này gọi là cái vùng SOS này mọi người này. Vùng này chính là cái vùng SOS của nó này. Đấy. Khi một cổ phiếu tạo một nền giá tích lũy, Sau đó tích lũy được khoảng 5 đến 6 tháng, nó có một đợt tăng giá lên đỉnh của nền giá nhé mọi người nhá. Đỉnh của nó lên đỉnh của nền giá, sau đó nó lại tích lũy ở trên đỉnh của nền giá, khối lượng cạn kiệt thấp xuống và bắt đầu có những cái cây vôn nó đánh lên chổng ngược lên như này.
là xác nhận cổ phiếu này nó đang tạo một cái vùng SOS và sắp sửa vào một cái trend tăng nhé mọi người nhé. Cho nên nếu mọi người cầm DDV thì cái target thứ nhất của nó có thể lên đến vùng 13.4. Mọi người đã mua ở vùng nền 10.3 hoặc đến 10.5 này rồi thì chúng ta cứ nắm giữ, chờ nó lên 13.4 thì hoặc 13.3 thì chúng ta bán nhé mọi người nhé. Đây này, những cái cây vol vào rất là quyết liệt này, vol xanh mua rất là lớn này, mọi người thấy không? Đó. Còn những cái cây vol đỏ thì sao? Thì nó rất là nhỏ, hẹp. Và DDV này tích lũy cũng lớn rồi, cho nên là chúng ta chú ý mạnh, lớn và phân bổ tỷ trọng. Cái danh mục này gọi chỉ mình cũng chỉ đánh lướt sóng thôi nha mọi người nhá. Chú ý dòng phân đạm hóa chất. Đấy, hôm nay em đã phân tích cả dòng phân đạm hóa chất bao gồm DGC, CSV, đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và DDV rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ chúng ta đi ý thứ hai. Nhóm thứ hai chính là cái nhóm này là cái nhóm cũng là một cái nhóm tiềm năng mà đang tích lũy xây nền lại nhé mọi người nhá. Đầu tiên là cổ phiếu ANV. Đó, mọi người thấy không? ANV đang tạo cái vùng cao nhất của đỉnh giá không? Giống con DDV không? Đó. Đây là một nền tích lũy này. Đó, mọi người thấy không? Cái vùng nền tích lũy này mọi người nhìn rõ chứ? Đây này, 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ nó đang tích lũy tiếp ở cái vùng trên cao nhất. Đã có mấy phiên tích lũy rồi mọi người biết không? Đây là một cái nền giá này. Phiên này là phiên breakout nhưng thiếu khối lượng này. Rũ bỏ này, 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên, 4 phiên, 5 phiên, 6 phiên, 7 phiên rồi. Đã có 7 phiên xây một cái nền giá nhỏ ở bên vùng cao rồi. Cho nên cổ phiếu ANV này không sớm thì muộn, nó cũng sẽ nổ lên thôi nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý vào cái cổ phiếu ANV này. Hoặc nếu trường hợp nó xấu nhất, nó đâm thủng MA10, nó rũ bỏ về cái vùng nền này ấy, thì mình cũng không lỗ bao nhiêu cả. Cổ phiếu ANV này thì cái nhóm của em đã tham gia ở cái vùng giá 35 này rồi, và bây giờ cũng đang có lãi gần 10% rồi. Trường hợp xấu nó rũ về nền cũ thì nó cũng chỉ lỗ nhẹ thôi. Nếu mà nó rơi về nền cũ vùng 34 này chúng ta chỉ lỗ nhẹ thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ nha mọi người nhá. Hôm nay có một điểm tốt là khối lượng nó đã thấp xuống rồi này mọi người này. Đấy, mọi người thấy chưa? Khối lượng bắt đầu có phiên thấp xuống rồi này. Đây có phiên thấp xuống này. Đây có phiên thấp xuống này. Đấy. Những cái đợt tích lũy của cổ phiếu khối lượng phải thấp xuống, giá biến động hẹp mọi người thấy chưa? Giá đóng cửa bắt đầu là nó xếp sát nhau rồi này. Đó, mọi người thấy không? Giá đóng cửa tích lũy hẹp và khối lượng thấp xuống là cổ phiếu sẽ nổ thôi nhá mọi người nhá. Chú ý vào ANV. Tiếp theo đến cổ phiếu Đạt Phương. Cổ phiếu Đạt Phương thì ngày hôm nay có một phiên test cung khá là đẹp nhá mọi người nhá. Đấy, cổ phiếu này thì mọi người biết mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Đúng rồi, cổ phiếu này chiếc cốc tay cầm giai đoạn 2 và MA50 đã cắt lên MA200. Cổ phiếu này cũng đang tích lũy ở vùng cao nhất đỉnh giá. Chiếc cốc tay cầm. Và đây chính là phiên test cung ngày hôm nay. Cuối phiên nó kéo thốc lên bằng một cái lệnh hình như hơn 200.000 cổ phiếu. Sao hôm nay em theo dõi cổ phiếu Đạt Phương này thế nào? Đúng rồi. Mọi người này, cuối phiên nó kéo một cái lệnh từ 34.85 lên 35.2 luôn. 212.000 cổ phiếu. Cổ phiếu này ngày mai mọi người chú ý nhá. Cổ phiếu Đạt Phương này nha mọi người nha. Mô hình chiếc cốc tay cầm này. Nhớ này, cổ phiếu này này mọi người nhìn này. Cổ phiếu này nó là cổ phiếu điên, nó có tiền sử điên nhá mọi người nhá. Đây mọi người thấy không? Năm 2021 nó cũng xây mô hình chiếc cốc tay cầm. Bắt đầu nó đánh vượt qua cái mô hình chiếc cốc tay cầm này. Xong bắt đầu nó tích lũy, mọi người thấy cái nhịp tích lũy này nó có giống nhịp tích lũy bây giờ không? Chiếc cốc tay cầm này vượt qua này, xong bắt đầu rũ bỏ quay lại này. Đó, bắt đầu đi lên này, lại rũ tiếp này. Sau đó nó vào một cái nhịp chạy nước rút. Úi giời ơi, từ 27 mà nó lên 90 mấy luôn. Đấy, cho nên bắt được những cái con cổ phiếu này mình chỉ cần bắt được một lần thôi, chắc mình nhớ cả đời luôn mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nó x3 luôn từ cái vùng giá 30 mà nó lên 92 luôn. Quá là phê luôn. Đấy, cho nên là những cái siêu cổ phiếu mà nó có tiền sử điên này là mình phải chú ý nhá mọi người nhá. Đây nó cũng đang xây mẫu hình chiếc cốc tay cầm đấy. Ngắn hạn thì target của nó còn rất là xa mọi người này. Đấy, vùng flat bay của nó chính là cái vùng 49. Từ 35 lên 49 mọi người xem, nó còn đến hơn 30% nữa.
Ichimoku nào, để xem flat mây của nó nào. Đúng luôn, 49.8. 49.8 mọi người nhá. Đấy, target của nó có thể lên 49.8. Chú ý vào đạt phương nhé mọi người nhá. Cổ phiếu này là cổ phiếu có tiền sử điên đấy. Những cái cổ phiếu có tiền sử điên này đánh rất là sướng nhé mọi người nhá. Đấy. Tiếp theo là đến cổ phiếu G36. G36 thì hôm nay có phiên điểm mua pocket pivot. Đấy mọi người thấy không? G36 hôm nay có điểm mua pocket pivot trong nền giá này. Khối lượng vào này. Cổ phiếu này ngày mai mà nó vượt qua nền giá là mọi người phải tham gia sớm ngay nhá mọi người nhá. G36 hai nền giá chồng lên nhau. Em đã phân tích từ mấy video rồi, mọi người chú ý xem video của em nhá. Nền giá phía dưới 1 2 3 4 5. 5 tháng tích lũy, nền giá phía trên 1 2 2 tháng rưỡi rồi. 2 tháng rưỡi với lại 5 tháng là 7 tháng rưỡi. 7 tháng rưỡi cho hai nền giá này rồi. Thì khi mà nó vượt qua cái vùng đỉnh giá là cái vùng 11 này thì target của nó có thể về đến cái vùng 14 và vùng 21 nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý vào cổ phiếu G36 này. Cổ phiếu này cũng là một cái cổ phiếu trong cái nhóm đầu tư công. Tuy nhiên cổ phiếu này ở cái sàn Upcom nên là mọi người chú ý là mọi người chỉ tham gia với cái tỷ trọng 10-20% danh mục thôi nhá mọi người nhá. Và kiên nhẫn nắm giữ, bởi vì cái nền giá đẹp mà nền giá siết chặt như này và đội lái tiếp tục mua gom theo phong cách là mua hàng gom giá lên, có nghĩa là cổ phiếu này đang là cổ phiếu rất mạnh so với thị trường. Bởi vì đội lái nó có thể rũ cổ phiếu này về đây để nó gom tiếp, nhưng vì sao nó lại mua giá lên? Bởi vì nó chấp nhận cái giá vốn của nó cao lên. Thì mọi người biết là cái cổ phiếu này nguồn cung của nó không còn nhiều, bây giờ phải gom giá cao lên thì đội nhỏ lẻ nó mới bán, còn ép nó về đây thì chắc chắn nó không bán đâu. Đấy, mọi người hiểu ý em nói không? Vậy nên là mọi người chú ý vào cái cổ phiếu G36 này nhá mọi người nhá. Rồi, tiếp đến cổ phiếu HAH. Nhóm này thì có cảng biển thì có HAH và VOS. HAH thì mọi người chỉ theo dõi thôi, chứ cái nền giá này thì chưa mua được, bởi vì nó vẫn đang dốc lên. Con này thì cứ nó rũ về dưới MA 10 ngày thì mọi người có thể tham gia nhá. Bởi vì sao? Vì sao phải tham gia cổ phiếu này? Bởi vì cổ phiếu này cũng đang có cái xu hướng tạo những cái nền giá dốc lên này mọi người này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, vòng cung hướng lên nhá mọi người nhá. Mà cái cổ phiếu này nó cũng thuộc cái top cổ phiếu tiền sử điên. Đây mọi người nhìn này, nó cũng tạo những cái nền giá dốc lên này. Đấy, rồi nó chạy nước rút, khét lẹt luôn. Đấy, cho nên là chúng ta tìm vị thế tham gia để đánh cái nhịp mà nó chạy nước rút đấy mọi người ạ. Những cái nhịp chạy nước rút nhiều khi chỉ 2 tuần thôi là cổ phiếu nó có thể nhân đôi nha mọi người nhá. Mọi người chú ý là như vậy. Những cái nhịp chạy nước rút mới là cái nhịp ngon nhất của cổ phiếu. Rồi tiếp đến là cổ phiếu VOS. VOS này cũng tương tự như HAH, nhưng cổ phiếu này yếu hơn, bởi vì nó còn đang ở cái dưới cái phần nền giá và đang phần tích lũy. Cổ phiếu này đánh cái form y chang của cổ phiếu Đạt Phương, cũng đang tích lũy mẫu hình chiếc cốc tay cầm mọi người nhá. Cho nên là những cái phiên nó rũ bỏ nền, đây là mọi người thấy này, nó có 1 phiên test nền, 2 phiên test nền, 3 phiên test nền, hôm nay nó hồi phục rồi. Cho nên bây giờ chúng ta có thể lấy một chút vị thế ở cái vùng giá 13 được nhá mọi người nhá. Lấy vị thế dần vào đi, khi nào nó nổ lên thì chúng ta, ví dụ chúng ta đánh cổ phiếu này 500 triệu thì chúng ta lấy 250 triệu vào trước. Khi nào nó nổ lên, nó nổ lên nó tăng khoảng tầm 2-3% rồi, chúng ta lấy nốt 250 triệu vào nữa thì cái vị thế của chúng ta nó gần như là cái vùng giá thấp nhất của cái cây nổ. Nên nếu cổ phiếu nó có rũ lại thì cái khả năng lỗ của chúng ta nó rất là thấp nha mọi người nhá. Rồi, đến cái nhóm cuối cùng chính là cái nhóm ưu tiên thứ ba là nhóm IDC, Techcombank, SHS, LCG và AAA. Thì đầu tiên là cổ phiếu Techcombank. Techcombank vì sao em đưa vào cái list này? Bởi vì mọi người chú ý này, Techcombank là cổ phiếu cũng đang có hai nền giá chồng lên nhau. Nền giá thứ nhất này, đó, nền giá thứ hai này, mọi người thấy không? Nền giá thứ hai này, đấy, trong cái nền giá thứ hai mọi người nhìn thấy gì không? Một phiên spring này. Đây, mở to cho mọi người xem spring nhá. Spring vol thấp. Spring vol thấp này.
test lại fringe này. Cái này gọi có thể là một cú fringe 2 này. Khả năng ngày mai nếu nó về lại cái vùng 31.5 mà khối lượng thấp thì mọi người lấy 50% vị thế vào cho em để đánh một cái nhịp ngắn từ cái vùng 31 này mà nó trở về vùng 33.3 là chúng ta cũng được gần 10% nha mọi người nhá. Đấy, mà cổ phiếu Techcombank này chắc chắn là năm nay nó sẽ có một sóng lớn và nó đang ở nền giá phẳng thứ hai. Đây là cái cú test lại nên là mọi người chú ý, ngày mai nếu mà nó test về vùng giá 31 với vốn cạn thì mọi người tham gia lấy vị thế sớm. Sau đó khi mà nó có một điểm mua hướng lên thì chúng ta lấy tiếp sau nha mọi người nhá. Đây là một cú spring 1, đây là một cú spring 2 thủng nền giá cũ nha mọi người nhá. Đấy, cho nên là trong White Cup những cái điểm mua spring mà trong cái thị trường uptrend này ấy, nó rất là uy tín. Bởi vì sao? Vì trong uptrend tất cả các cổ phiếu đa số là đều đi lên hết. Cho nên những cái lần rũ bỏ vỡ nền giá thì chủ yếu là đưa những người mua ở vùng trên này vào cái vị thế cắt lỗ nha mọi người nhá. Khi người ta mua ở cây này đúng không? Nếu người ta sẽ đặt stop loss ở vùng dưới cùng này khi mà nó thủng của cái cây nến thấp nhất này, thì đấy, hai cây nến này chính là hai cây đánh thủng luôn cái nền giá này, thì là những người mua ở cây này người ta rơi vào vị thế cắt lỗ nha mọi người nhá. Đấy, đấy là cái quản trị rủi ro của bất cứ những cái trader kỳ cựu nào, người ta cũng đều phải làm như vậy nha mọi người nhá. Cho nên nếu ngày mai nó test lại vùng giá 31 mà vôn thấp thì mọi người lấy thoải mái nhá, lấy 50% cho em. Rồi, tiếp đến là cổ phiếu IDC. IDC là cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu IDC này thì cũng tương tự như những cổ phiếu khác, nó cũng đang có hai nền giá chồng lên nhau nha mọi người nhá. Đấy, chúng ta theo dõi cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì phiên hôm qua là một phiên dòng tiền vào nhưng giá không vượt được qua đỉnh thì khả năng nó sẽ lùi lại đây và tiếp tục tích lũy nha mọi người nhá. Khi mà nó tích lũy ở vùng đáy của đỉnh giá, tức là cái vùng 41.8 đến 41 mà vôn cạn kiệt, thì mọi người lấy vào nha mọi người nhá. Giai đoạn này là giai đoạn uptrend, cho nên 70% cổ phiếu, tất cả những cái cổ phiếu có FA cơ bản tốt là nó sẽ đi theo sóng ngành thôi. Dòng bất động sản khu công nghiệp này thì chắc chắn đã có sóng ngành rồi. Bởi vì sao? BHR nó đã chạy trước rồi này. Đấy, GVR nó chạy rồi này. Đấy, VGC nó cũng chạy rồi này. Đấy, mọi người thấy chưa? Cho nên là con IDC này nó cũng sẽ kịch bản tương tự thôi nha mọi người nhá. Vì sao mà em không muốn cho mọi người lấy vào con VGC này? Bởi vì con VGC này nhiều khi nó có những cái thông tin liên quan đến đội nhà anh Thuấn, cho nên là nó rất là ngại. Chẳng may mình có thể kiểm soát được cái khối lượng giao dịch và cái giá của cổ phiếu, tuy nhiên mình không thể nào mình kiểm soát được cái thông tin của cổ phiếu, cho nên là bất ngờ nó ra một thông tin nó rũ về đây thì mình bị rơi vào cái vị thế cắt lỗ ngay nha mọi người nhá. Đấy, sợ nhất chơi những cái cổ phiếu mà nó có thông tin là như vậy, cho nên hôm nay em cũng phải hạ bớt VND ra. Trước em cầm 50% tài khoản VND, sau đó em hạ bớt 50%, hôm nay em hạ tiếp 30% nữa, giờ em chỉ còn 20% VND thôi. Bởi vì em cũng ngại cái yếu tố thông tin của nó nha mọi người nhá. Rồi, bây giờ đến cổ phiếu SHS và cổ phiếu LCG và AAA. Đầu tiên là SHS. SHS thì sao? Mọi người chú ý, đây là một cái nền giá vai đầu vai của nó, đã có một phiên breakout. Nếu cổ phiếu này tích lũy lại ở trên này thì chúng ta lại có một điểm mua nữa để ăn cái nhịp chạy nước rút của nó nha mọi người nhá. Cổ phiếu này ấy, tiền sử nó chạy nước rút cũng khét lắm. Đây này mọi người nhìn này, đấy, thấy chưa? Đây là một cái vùng nền giá của nó này. Đấy, đây là một cú spring này, vượt qua đỉnh này, rũ lại này, vào nhịp chạy nước rút này. Mọi người biết cái nhịp chạy nước rút này nó từ mấy lên mấy không? Bây giờ là nó chia cổ tức rồi. Em nhớ cái đoạn này là nó từ 12 hay 15 ấy. Nó đánh một phát nhân 2 luôn, hơn nhân 2 luôn. Cho nên con SHS này nhá, năm nay nhá, nếu mà con SHB nó cứ chạy đều đều, con SHB nó cứ lên á, con này á, cái nhịp chạy nước rút của nó đánh lên 30 là chuyện bình thường nhá mọi người ơi. Nên mọi người đừng có bất ngờ nhá. Trường hợp nó về 22 hoặc 23 hoặc lên hẳn trên này 30 cũng là cái chuyện bình thường thôi, không có gì bất ngờ cả. Bởi vì trong cái xu hướng uptrend cổ phiếu điên á, dòng tiền điên nó đẩy khét lẹt lẹt luôn. Mình không biết đâu là đỉnh cả, chỉ khi nào nó đi qua đỉnh mình biết là đỉnh thôi. Cho nên có những cái tín hiệu nó chạy nước rút
thì sau đó nó mới tạo đỉnh nhé mọi người nhá. Còn đây vẫn chưa phải là những cái nhịp chạy nước rút đâu. Đây chỉ là những cái nước, những cái nhịp vừa tăng giá vừa rũ bỏ, vừa tăng giá vừa rũ bỏ thôi mọi người ơi nha. Nhớ cổ phiếu SHS. Tiếp đến là cổ phiếu LCG. LCG là một cổ phiếu trong ngành đầu tư công, cũng đang có hai nền giá chồng lên nhau. Cổ phiếu LCG này có một nhịp tăng đầu tiên rất là mạnh, tăng từ vùng giá 4 mà lên vùng giá 12, tức là X3 rồi. Sau đó nó tạo hai nền giá chồng lên nhau, cho nên mọi người theo dõi cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này đang được hưởng lợi trực tiếp từ khu vực đầu tư công, và cổ phiếu này sở hữu rất nhiều đất ở khu vực đang xây cầu Nhân Trạch nha mọi người nhá. Đấy, cho nên tiềm năng nếu cổ phiếu này cầu Nhân Trạch xong và đầu tư công đẩy mạnh vào cái khu vực Đồng Nai thì tiềm năng cổ phiếu này nó vượt hai cái nền giá này, nó có thể lên đến vùng 18 nha mọi người nhá. Nên mọi người có thể chú ý vào những cái cổ phiếu, hai cổ phiếu mà nó đang có nền giá chồng lên nhau như này là phải đặc biệt chú ý, khối lượng thấp xuống cạn thì cứ lấy một chút vị thế vào cũng được nha mọi người nhá. Như đây này, em vẽ cái mũi tên đi xuống là khối lượng nó đang cạn dần rồi nha mọi người nhá. Nên là cổ phiếu này mọi người cũng có thể theo dõi đưa vào watchlist được nha mọi người nhá. Tuy nhiên nó chỉ ở ưu tiên ở cái dòng số 3 này thôi. Đầu tiên là ưu tiên vẫn là cái dòng đầu tiên này, dòng đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, DGC, CSV là dòng hóa chất phân đạm. Thứ hai là cái dòng này, và thứ ba là cái dòng ưu tiên, thứ ba là dòng này. Thì bây giờ còn cổ phiếu AAA là cổ phiếu cuối cùng. Thì AAA thì cũng tương tự như là con hàng LCG nha mọi người nhá. Đấy, nó cũng đang có hai cái nền giá chồng lên nhau này. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái nền giá này có phiên breakout này chồng lên nhau này. Con này ấy, thì nó có cái đặc điểm nổi trội hơn con LCG là nó có hai phiên rũ bỏ này. Đấy, nó rũ thủng tạo hai đáy. Sau đó có dòng tiền tham gia này, dòng tiền lớn tham gia mọi người nha. Bây giờ nó lại rũ lại này. Mọi người có thể thấy đây chính là một cái mẫu hình hai đáy nhỏ. Và đây nó đang test lại cái vùng pivot của cái đỉnh giá của cái vùng hai đáy nhỏ bên trong mọi người nha. Nó test lại đây nhưng khối lượng nó vẫn còn đang lớn này, cho nên là nó chưa lên được. Khi nào mà nó test lại khối lượng nó thấp xuống ấy thì bắt đầu mình tham gia được nha mọi người nhá. Cho nên mọi người không xem được thì mọi người phải tham gia vào cái room tín hiệu của em, mở tài khoản bên công ty chứng khoán VPS hoặc VPBS để được em hỗ trợ trực tiếp trong phiên những cái cổ phiếu mà nó có điểm mua điểm nổ. Ở trong phiên em lọc đây mọi người này, đấy là nó sẽ báo cho em hết những cái cổ phiếu em vào watchlist rồi. Thì là trong phiên em chỉ có lọc chạy gần về cuối phiên thôi, những cổ phiếu nó đáp ứng tiêu chí. Cho nên là em mua, một là có thể mua ngay đầu phiên, hai là em sẽ có thể mua vào cuối phiên nha mọi người nhá. Rồi, kết thúc ở cái video ở đây. Em xin cảm ơn mọi người. Mọi người nếu xem video mà thấy hay, mà thấy phù hợp với cái phương pháp đầu tư của mình thì cho em xin một like, một share và một comment nha mọi người nhá. Và nếu cần tư vấn đầu tư hoặc là hỗ trợ mở tài khoản bên công ty chứng khoán VPS hoặc VPBS thì liên hệ với em Cường, số điện thoại 0936 812 449. Em để ở dưới phần mô tả nha mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người.